Anh Trung, anh Sơn. Chào các em. Ok, dạ cũng được rồi sao. Bây giờ tụi anh đang ăn trưa cùng với Thái và Thuật, tranh thủ vừa ăn trưa. Chúng tôi sẽ phỏng vấn Thái và Thuật để cho các em hiểu hơn về chương trình bên này ha. Rồi, mời anh Sơn hỏi. Chào Thái, Thuật. Hai bạn có thể giới thiệu sơ về bản thân cho mọi người cùng biết được không? Thái. Tụi em tên... Em tên Thái, đây là Thuận. Em đang học tập, xin là thực tập sinh tại Đan Mạch. Được qua cũng được nửa năm rồi. Thì trước đó là em có thực tập ở Israel. Và sau khi về Israel thì biết đến chương trình Đan Mạch của anh Sơn thì nên là em đăng ký luôn. Thế là em thấy anh Sơn trên Facebook thôi hay là đã gặp ngoài đời? Trên Facebook là chính, trên mạng và những người cũng có quen biết với các bạn nên trái đất nó cũng tròn nên là cũng giờ là trước khi đi Đan Mạch là tụi em chưa gặp anh Sơn. Dạ chưa. Nhưng thấy anh cũng comment cà rỡn cũng hợp cái kiểu gu gu á để đăng ký. Anh là cũng nghe tí ấy là cũng làm việc ý là em cũng tìm hiểu nhiều nguồn rồi. Anh Sơn thì cũng mới làm nhưng mà cũng có uy tín, cũng có làm, cũng có tâm trong đó nên là chất lượng trao đổi trong qua điện thoại thôi là nội em cũng biết được cái anh làm việc có tâm nên là cái thời gian các bạn chuẩn bị hồ sơ có nhanh không? Cho là không chứ mấy tháng trở lại trong mấy tháng Thái chưa tháng đó mày không quá học bằng bằng hai là luôn tính là cũng ba bốn tháng á. Ok. Mình dạy là nhanh rồi, chắc tiến độ vậy là tại chờ visa là hết tháng mấy, 2 tháng rồi. Ok. Sang Đan Mạch thì các bạn bay sang đây vào thời điểm nào? Và các bạn thực tập trong vòng bao lâu? Khoảng tháng 2. Đó là... Tháng 2, tháng 3. Mùa vàng. Đó là bị trụng vào mùa xuân á, vẫn còn mùa đông. Lúc đó có tuyết rơi, còn tuyết rơi không? Vẫn còn á. Ít rồi, nó không có dày lắm, nhưng mà cũng khó. Qua này là bạn luôn thực tập tại trại nào? Thực tập thăm dưa leo. Ok. Công việc hàng ngày của các bạn có là như thế nào? Các bạn kể sơ cho các bạn hình dung được không? Tùy hợp vào mùa đó thôi, nhưng mà mình công việc hầu như mình được làm hết. Nhưng mà họ sẽ xoay chuyển công việc đó, nhưng một người sẽ làm được hết tất cả công việc trong farm. Nên mà ổng chủ là sẽ muốn như vậy, tại vì nếu mà có người nào đó không có vắng là sao là nó vẫn ok bình thường, mọi người khác vẫn thay thế lại. Thì cái thời gian cái đầu của bạn sang á, các bạn gặp những khó khăn gì? Em không có khó khăn em gì hết. Em không thấy khó khăn. Rất là dễ thích nghi hòa nhập đúng không? Tại vì mình qua với tâm thế là khổ nhiều cũng chịu được, nhưng mà qua sướng quá đấy nó. Thì cái lý do mà mong muốn các bạn sang Đan Mạch thực tập là gì? Đầu tiên thì chắc chắn là tiền rồi. Nhưng mà nó không nhập, được, không phải nhiều để mình giàu hay gì. Tài chính. Thứ hai là nó cũng có nhiều nhiều cái nó cũng xem nhau chứ có cũng có cái nào là chính cũng có nào phụ, nhưng mà mình xét phân tích lại thì nó có nhiều, vừa tiết kiệm được tiền, vừa có thể du lịch, vừa có thể ở một nơi khác em trải nghiệm văn hóa con người khác. Thì chung quy là mọi thứ nó quá là rẻ. Đúng rồi. Giống như một tour du lịch mình đi 7 ngày đấy, đúng không? Mình đặt tour của Vietravel hay là gì đó. Nhiều người thì họ cứ làm nó tiết kiệm tiền này nọ, xong rồi đợi lúc đó mới đi du lịch. Nhưng mà tới lúc đó giống như thứ nhất là sức khỏe mình không còn, thứ hai cái nhiệt huyết tuổi trẻ cũng không còn. Đúng rồi. Mình bị cuốn vô cái vòng xoáy của cuộc đời, không đi được nên là còn muốn đi thì mình cứ đi nha. Anh vẫn tốt, có tiền nữa mà. Các bạn chia sẻ thêm cái thu nhập các bạn hàng tháng đây được không? Hàng tháng sau khi trừ chi phí nhà ở rồi thức ăn thì mình dư cũng tầm bao nhiêu tiền Đan Mạch? Mình dư khoảng tiền Đan Mạch hả? Tiền Đan Mạch khoảng 6.000, 6-7.000. Rồi khoảng 20 triệu, khoảng 20 triệu. Tỷ giá thấp hiện tại, đúng không? Tỷ giá cao thì tầm 25, có 25. Giờ đây con tụi em tính over time rồi chưa? Chưa đúng không? Làm đâu mùa không không? Đó là trong 6 tháng đầu đúng không? Trong 6 tháng sau thì nó sẽ cao.
Hai bạn có đi du lịch đâu chưa? Hay là có dự định du lịch ở đâu? Còn thời gian sắp tới? Thì gần đây chỉ mới đi vòng vòng trong Đan Mạch trước thôi. Ừ. Sắp tới thế nào mà công việc nó ít hơn tại bây giờ mùa cao điểm á. Ừ. Ừ. Thì nó thông thả ra một tí thì mình sẽ đi qua các nước khác châu Âu ngoài Đan Mạch. Ok. Cái chi phí bạn ban đầu bạn bỏ ra để sang Đan Mạch này có nhiều không? Nó còn tùy thuộc vào cái đấy là mình đúng không, mình đang có những gì nữa. Nó yêu cầu có tiếng Anh, mình có tiếng Anh thì mình có bằng sẵn bằng bằng hai thì làm sao, nhưng mà nếu mà không có thì mình phải thêm những cái đó. Nhưng mà thấy bao gồm hết tất cả luôn nha, em là vẫn em phải thi tiếng Anh, thi IELTS, rồi phải thi bằng em học bằng bằng hai luôn. Thì tổng chi phí lại cũng khoảng có 40 mấy triệu, cũng không có gọi là không có là rẻ rồi đó. Đưa vé máy bay đúng không? Vé máy bay hết luôn. Vé hết luôn đúng không? Vừa vé máy bay vừa tiền xin visa. Tiền ăn nhậu. Tiền mua đồ này nọ mình chuẩn bị sang là thì nó. Rồi ok, cũng hồng hồng. Các bạn cảm thấy cái nơi bạn sinh sống làm việc này như thế nào? Cảm nhận về thứ nhất là điều kiện nhà ở hay là điều cái những người đồng nghiệp chủ farm thì như thế nào? Khi các bạn thực tập ở đây. Farm tốt. Ông đó dễ tính hơn, thân thiện. Đây là cũng ổng cái nào ra cái đó, cái nào nghiêm túc thì nghiêm túc, nhưng cái nào ổng giúp được thì giúp. Cái nai quá thì không nói là nai quá, nhưng mà gọi là ok tốt, nghĩa là rõ ràng trong những cái tiền bạc này nọ và những cái trao đổi cụ thể rõ ràng là với mình rõ ràng ok. Còn thấy ở đâu cũng vậy, cũng không phải có, nếu mình làm một cái môi trường tập thể thì cũng phải có người này người kia, người tốt, nhưng mà tốt tính người này người kia, nhưng mà mình quan trọng mình cái thái độ với lại cái sự ứng phó của mình với những người đó, cái thái độ mình chọn là do mình khác. Trong van mà có cả người Đan Mạch với người Việt luôn, nhưng mà ổng không có phân biệt đối xử hay gì hết. Như nhau hết. Mà tụi em được làm việc trực tiếp với ông chủ luôn đúng không? Không cần phải thông qua ai đó tới ổng được. Đúng rồi. Làm việc một trường quá tuyệt vời thôi. Nhà ở tụi em sao? Cảm thấy như thế nào với cái nơi ở của mình? Đối với em như vậy là ok lắm rồi, không cần thêm gì hết. Đấy, có hài lòng hết. Với gia tiền, với cái cơ sở đúng không? Nhưng mà nó phù hợp á, nhưng mà mình không cần ở một cái nhà to. Nhưng mà giá lại cao, mình không cần, mình chỉ cần đủ, nên cũng đầy đủ tiện nghi mà, cũng nhỏ, sạch, sẽ, gọn gàng. Thoải mái, hai người ở thoải mái. Ok, và cái bước cuối cùng là đánh giá chất lượng dịch vụ của bên anh Sơn và anh Trung. Gọi là Alava Ray. Ray 1 sao. Tổng là có mấy sao. Kêu gọi mọi người đây. Tổng là 10 sao. Tổng là 10 sao. 10 sao. Có 6 sao không? 6 sao. Nói không là em đánh giá cao rồi. Cái sự ý là làm có tâm huyết á, là mình có mình quan tâm đến sinh viên, cảm nhận hoặc là những cái vấn đề của sinh viên mình. Không phải là chỉ đưa sinh viên qua đó là xong. Nói chung chịu trách nhiệm với cả sinh viên trong cả cái quá trình học tập làm việc ở đây. Có vấn đề gì cũng hỏi, nói chung ảnh đang ngủ vợ hỏi, vợ trả lời bình thường như vậy. Thì ảnh quen trả bài rồi. Quen trả bài rồi. Cái nhắc với Thanh Sơn có giật mình là ok rồi ha. Có cái nhắn anh sợ em đi trả bài đây rồi biết rồi đó. Rồi các bạn có nhắn nhủ gì với các bạn Việt Nam? Đó là nên là nhiều người cũng nhắn tin đây hỏi em mà đăng ký ở đâu này nọ đó. Hai bốn người là... em kể anh. Em cũng giới thiệu qua cho em còn huyền riêng mà nói ướt mà em không biết nữa. Rồi có lời nhắn nhủ cuối cùng đến các bạn sắp xa, những bạn có dự định sang bạn sang mà. Thì những bạn có dự định đang tìm hiểu có dự định thì cứ chuyển thôi. Đừng suy nghĩ nhiều gì nữa. Mình qua là mình biết yêu những trải nghiệm của em này đi thì cũng chỉ là kể lại thôi, nhưng mà chính các bạn đi trải nghiệm thì các bạn sẽ cảm thấy khác nữa. Đặc biệt là những bạn mà đi Israel về á, thì các bạn sẽ muốn đi tiếp nước khác, thì tụi em thấy Israel và Đan Mạch thì nó khác biệt thì sao? Nó hoàn toàn khác biệt, đối lập nhau luôn mà. Nói chung là hai bức tranh hoàn toàn đối lập.
cái khí hậu đầu tiên là khí hậu thôi là đã thấy khác biệt rồi nè. Một bên rất là nóng, một bên là rất lạnh. Khi bước xuống sân bay cái là em vẫn thấy dở mà Israel là để đi khổ cực trong cái chiến đi Đan Mạch để nghỉ dưỡng, nó lấy lại tinh thần. Thời gian học công việc ở bên Israel thì cũng khắc nghiệt hơn rất là nhiều, thì qua Đan Mạch nó sẽ nhẹ nhàng hơn, thời gian nó cân bằng và quyền lợi của mình nó cũng có nhiều hơn. Mà em có chia sẻ là em với ông chủ được làm việc trực tiếp á, thì em thấy cái tương tác giữa em với ông chủ Đan Mạch với em với ông chủ Do Thái thì nó có khác biệt sao không? Thì như họ bên Israel Do Thái thì lâu lâu mình mới gặp ông chủ mà còn trực tiếp thì mình sẽ gặp quản lý trao đổi thôi, là bay hay làm chứ mà bay bay Ả Rập. Thì bên đây mình là tương tác trực tiếp với chủ nên là mình có thể tiếp cận, nhưng mà mình có câu hỏi mình đặt câu hỏi với họ, có những cái thắc mắc gì đó, là họ nghĩ gì về cái vấn đề này, vấn đề gì đó thì mình sẽ học hỏi được cái mindset của họ. Nói về cái tư duy mindset thì em học được nhiều từ ông chủ em không? Là những cái tư duy của người Đan Mạch đó, khi mà mình qua đây với cương vị là một người Việt Nam. Thì thật chất là trước là ở bên Israel là em cũng được tiếp xúc này, cũng học được cái mindset rồi. Nhưng mà đây là mình có thêm cái góc nhìn mới thì họ sẽ có những cái góc nhìn khác. Và những cái nhà đất nước của họ, những nền văn hóa khác thì họ cái chứng kiến hoặc cái ý kiến của họ cái khác, góc nhìn của họ nó khác. Hồi nãy Thuận có chia sẻ với anh là về con ông chủ không được làm ở đây, thì em có thể chia sẻ lại cho các em khóa sau cái đó để các bạn thấy hay á. Em trước em thường là cứ 9:30 nghỉ uống cà phê là sẽ ngồi trong có một cái phòng uống cà phê nói chuyện. Thì ổng cứ khoe là có hình, ổng đưa hình con trai ổng trong một cái kho lạnh á. Xong rồi tuyết rồi dính, ổng vui lắm, thầy chồng kể vui lắm, kêu con tao nè đó, nó đang làm ở đâu á. Xong hỏi là ủa sao mày mẹ thuê thêm người mà không để con làm thêm luôn. Ổng nó kêu là không, ổng nghĩ là con cái thì nên làm môi trường xa ba mẹ thì nó tốt hơn cho con cái. Nó không có sự bận bật, không ý lại nữa. À, cha mẹ mình làm, mình làm trong đó thì đâu hoài không ăn hiếp được mình nữa. Nó quyết định của nó, dù cái công việc của nó là không có gì, ý là nó chỉ làm công nhân trong một cái kho đông lạnh thôi. Giống như nó cũng đi chuyển hàng hóa trong đó, mà nó phải làm đêm làm đồ nữa. Mà họ... Đó là vừa đúng không? Đúng rồi. Mặc dù ổng cũng... Ổng vừa có farm, mà ổng vừa là hội đồng trong cái thành phố, ở trên... rất kỳ đồ á, tổng một trong những cái người nắm giữ 120 người đồng đúng không? 40 người. 40 người. Hội đồng quản trị của thành phố. Giống như nếu mà nghĩ ở mình như con cái của đảng viên hoặc là bí thư nữa nọ thì ý là họ sẽ mất mặt đúng không? Hoặc là họ sẽ không có ghê, nhưng mà họ rất bên đây họ rất là tự hào. Một đứa con tự lập. Bây giờ chắc cũng tới giờ của Thái với Thuận đi làm, thì em có một lời nào, một cái câu gì đó chia sẻ với lại các em khóa sau, để các em có động lực và qua đây học. Mời các em. Là đừng có chần chừ, mình quyết định là mình tìm hiểu đầy đủ thông tin, là mình chuẩn bị là mình đi thôi, đừng chần chừ gì hết á. Quyết đoán. Mình nên tìm hiểu những nhiều cái nguồn để mà mình có thêm cái góc nhìn, có thêm cái gì đó, là cái lựa chọn cho nó chính xác đấy. Nhưng cũng đừng nên nghe giống như là người này kêu tốt hay kêu không tốt, nhưng mà mình chính mình tìm hiểu xem sao kiểu hơn đúng. Thì giống như em giới thiệu là em khuyến khích bên Anh Sơn đi, ví dụ như vậy thì các bạn phải tìm hiểu bên Anh Sơn như thế nào, và nếu mà có bên khác thì phải tìm hiểu và đúng các bạn cho thấy cái thực tế nó ok. Cũng nên đừng nghe nhiều người. Đó là một cái vừa rồi là một cái thời gian rất là tuyệt vời, một bữa ăn trưa cùng với Thái và Thuận tại Farm Dưa Leo. Thì chúc cho Thái và Thuận cái thời gian còn lại ở Đan Mạch thật là happy, học được nhiều cái điều mới và sẵn sàng cho chuyến đi Úc sắp tới sau khi về Việt Nam. Chào các em. Chào mọi người. Bye bye.